Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh. Người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid trong việc là hỗ trợ điều trị nóng trong người, mụn nhọn cũng như là dị ứng, nổi mề đay. Đặc biệt là đối với những người gặp phải tình trạng nóng trong người hay là thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến da mặt của họ, khiến cho da mặt của họ nổi nhiều mụn cũng như là gặp nhiều tình trạng về da. Hay là đối với những người thường xuyên bị dị ứng, nổi bề đay thì họ gan của họ đang gặp phải tình trạng đó chính là nhiễm độc gan cũng như là men gan tăng cao. Vâng, những tình trạng này thì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là công việc, thậm chí là nó còn gây ra nhiều rắc rối và tất nhiên nếu như không điều trị và để phải tình trạng gan nhiễm độc trong một thời gian dài như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan thậm chí là gây ung thư gan, sơ gan và nguy hiểm hơn có thể là dẫn đến tử vong. Chính vì vậy việc làm như thế nào để giải quyết các tình trạng như kiều oanh vừa chia sẻ đồng thời là giải độc gan luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chính vì vậy kiều oanh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước bổ gan hovenia dulcis trong việc là hỗ trợ ở giảm thiểu tình trạng nóng trong người, hỗ trợ điều trị ở tình trạng nổi mụn nhọt hay thậm chí là mề đay, dị ứng. Hovenia Ducid là một trong những dòng sản phẩm được chiết xuất ở từ cây nho khô phương Đông, một trong những loại cây đã được nghiên cứu cũng như là chứng minh rằng có những công dụng tuyệt vời trong việc là hỗ trợ điều trị các vấn đề về gan, đồng thời là tăng cường sức khỏe và hiểu được công dụng của loại cây này, loại thảo dược này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid Gold như bên cạnh kiểu anh đây Và đây là một trong những dòng sản phẩm chuyên hỗ trợ điều trị các vấn đề về gan cũng như là giúp tăng cường chức năng gan vô cùng hiệu quả Và đối với những người nóng trong người, men gan tăng cao, nổi mề đay, dị ứng, mụn nhọt thì dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid này sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ điều trị các vấn đề này của bạn. Và nếu như bạn đang thắc mắc vì sao thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Nước bổ gan Hovenia Ducid Gold có tác dụng lớn trong việc làm mát gan, tăng cường hoạt động gan, đào thải độc tố có hại ra khỏi gan. Từ đó các triệu chứng như dị ứng, mụn nhọt cũng giảm đi đáng kể. Sau một thời gian sử dụng nước bổ gan Hovenia Ducid, da của bạn cũng sẽ mịn màng hơn. Trong các nghiên cứu của Hàn Quốc đã chứng minh rằng trong nước bổ gan Hovenia Ducid giúp làm tăng nồng độ glutathione nội sinh, chất chống oxy hóa mạnh nhất trong cơ thể của chúng ta. Glutathione giúp gan giải độc cơ thể thông qua gan nhờ gắn kết với các chất độc trong gan, chuyển hóa chúng và đào thải ra ngoài. Ngoài ra, rất nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng ở chiết xuất từ hạt Hovenia Ducid thì có thể sử dụng lâu dài như một liệu pháp giúp tăng cường chức năng của gan và không ảnh hưởng gì đến cơ thể của chúng ta. Vâng, chính từ những công dụng tuyệt vời như vậy mà nước bổ gan Hovenia dulcis gold ngày được một sử dụng rộng rãi hơn và như một liệu pháp giúp tăng cường chức năng gan của chúng ta. Vâng, quả là tuyệt vời đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm này còn có một ưu điểm nữa, đó chính là được thiết kế ở dưới dạng nhỏ gọn và năng động, tiện lợi như này thì dễ giúp cho chúng ta được mang đi mọi nơi, ở chẳng hạn như là chúng ta đi công tác xa hay là đi du lịch thì đều có thể mang theo dòng sản phẩm này bên người và cách sử dụng sản phẩm này cũng vô cùng là đơn giản. Các bạn hãy chú ý kỹ cho kế hoạch nhé. Với nước bổ gan Hovenia Ducid thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một túi và khi dùng thì chúng ta sẽ uống trực tiếp và uống hết. Và mỗi ngày chúng ta sử dụng một gói như vậy, sử dụng trong một thời gian dài, nó sẽ mang đến những hiệu quả nhất định mà chúng ta có thể thấy rõ bằng mắt. Vâng, và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời thì các bạn nên mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và để mua tại đây thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.